Mấy em ơi, hồi nãy anh nhắc mấy em, nhớ không? Nhớ nhắc lại nha. Xin mời. Ai lên trước ạ? Ai để em lên trước? Lên, rồi vô phòng. Hai phút nhanh như chớp. Sẵn sàng chưa? Xoài gì có nhiều ở bờ sông hoặc là ở bờ biển? Xoài cát. Cát. Xoài cát. Lên. Quá dễ. Xoài gì có tên một quốc gia? Xoài gì có tên một quốc gia? Trời ơi. Xoài gì bán đầy ngoài đường? Ai biết giơ tay? Xoài gì? Xoài Thái. Lên. Xoài gì chứa nhiều thức ăn? Xoài gì chứa nhiều thức ăn? Xoài. Đây là một loài xoài non mà nó cái ruột nó bị rỗng á. Xoài bao tử. Lên. Cái gì? Xoài bao tử. Đây là đố thành ngữ. Thay gì bị mang tiếng bội bạc? Đố thành ngữ bốn chữ thôi. Thay gì? Thay lòng. Thành ngữ bốn chữ lận. Thay lòng đổi dạ. Lên. Cái gì phải đập vỡ mới sử dụng được? Cái gì phải đập vỡ? Cái gì phải đập vỡ mới sử dụng được? Trái trứng. Lên. Yeah. Hay quá. Đây là câu đố chữ. Dạ. Xe gì đi trên mặt nước? Xe gì đi trên mặt nước? Xe gì đi trên mặt nước? Xe hơi hả? Xe hơi không chính xác. Hơi nước. Trên mặt nước là có hơi nước chứ hả? Ai biết? Hả? Xe đò. À, xe đò. Phú không thích ồn ào náo nhiệt, muốn đi đến đâu để được yên tĩnh? Phú không thích ồn ào náo nhiệt. Phú... đó là tên một cái tỉnh. Phú gì không ồn ào náo nhiệt? Phú Yên. Lên. Trong lúc Nga, em gái và cha dạo chơi công viên, em gái vô ý đạp vào chân Nga, hỏi em gái tên gì? Em gái đạp vào chân Nga. Đạp vào chân Nga. Tên Ngân. Lên. Nắm tay Dương, An nói về loại nhạc cụ mà mình yêu thích, hỏi An thích loại nhạc cụ nào? Dương cầm. Lên. Cần gì không còn nguyên vẹn? Dạ. Cần gì không còn nguyên vẹn? Cần gì không còn nguyên vẹn? Cần nước, cần tay, cần... Trả lời đi. Khó. Xíu không biết chợ nhiều. Cần tay. Hết giờ, cần thơ. Cần thơ hả? Không có. Cần xé, cần xé. Cần xé. Cần không còn nguyên vẹn là cần. Cần xé. Đúng rồi. Là, ai cần xé? Là cái loại... để mà đựng cá, đựng thực phẩm ngoài chợ, kéo đi kéo rồi đó. Kiều Trinh Xíu cũng giỏi rồi, mang về 5 đáp án liên tiếp. Đúng không? Yên tâm đi. Lâm Hùng cà lơ, sao trả lời được? 2 ngày 1 đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Ta gặp gỡ lại nam ca sĩ Lâm Hùng. Cố lên anh ơi. Cố lên, lo lên. Ok. Rồi, riêng phần giao lưu tự nói chuyện đi. 5 câu rồi đây nhỉ? Dạ, con được 5 câu á chú. 5 điểm, dạ. Vậy là con hay hơn chú rồi. Nhưng mà chú chưa chơi mà. Con nghĩ là chú sẽ thắng. Dạ, chúc chú may mắn. Dạ, con mời chú. Mẹ con khỏe không? Chú đang hỏi con. Con. Dạ, đi luôn. Cho chú gửi lời thăm gì con. Dạ, em mời anh. Trời, cái xe đò tức. Kính thưa quý vị, anh Lâm Hùng đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: xoài gì có nhiều ở bờ sông, bờ biển? Xoài. Xoài đó anh dễ mà. Miền Tây mà. Xoài đó quê mình nhiều lắm á Hùng ơi. Bên sông bờ biển gì đó. Xoài cát. Chị. Xoài gì có tên một quốc gia? Anh ơi. Xoài gì nha anh? Xoài cam. Xoài gì nha? Xoài Thái. Đúng rồi. Chính xác. Yeah. Bên nội bên ngoài vỗ tay lớn lớn cho em đỡ hồi hộp cái đi nào. Không ai vỗ hết.
Lại là liên quan tới xoài và đố chữ. Xoài gì chứa nhiều thức ăn? Xoài là một loài xoài non mà nó bị rỗng ruột á. Cái người ta đọc lên là xoài mà chứa thức ăn á. Xoài bụn. Không. À, xoài bao tử. Yeah. Chính xác. Mấy câu rồi, mấy câu rồi em? Ba câu rồi. Ba câu rồi. Thay gì bị mang tiếng bội bạc? Hả? Thay gì? Thay cái gì? Thay cái gì mà thành ngữ bốn chữ à. Thay cái gì mà gọi là mang tiếng bội bạc, là bỏ rơi phụ nữ là vậy vậy vậy? Thay lòng. Gọi gì nữa? Gọi vậy bốn chữ lần mà. Bốn chữ. Thay lòng gì? Bốn chữ. Thay lòng đổi dạ. Đúng rồi. Chính xác. Cái gì phải đập vỡ mới sử dụng được? Cá phải đập vỡ hả? Cái gì hả? Trời ơi, Harry ơi. Cái gì mà đập vỡ ra thì mình mới dùng được? Trong quán anh mới khổ của bạn luôn đó. Ừ. Dễ mà đúng không? Cái này... À, ăn với cơm đó. Ăn phở hay cỏ mà. Đúng rồi. Đó, à. Ăn phở hay cỏ nè. Trời dễ mà. Đập ra húp luôn. Bỏ cho cháo cháo hả? Cái trứng hả? Yeah. Đúng rồi. Trời ơi. Hồi nãy giờ nhắc nhiều quá nên không được công nhận. Mời dạ. Xuống đi ạ. À. Ủa là sao ta? Đúng rồi, nãy giờ bạn bè nhắc quá trời. Mà có ai nói cái trứng đâu. Thôi anh ơi, anh ơi, thôi rồi, tiếp, bây giờ, tiếp. Tức là chưa phục đúng không? Bây giờ sẽ cho thêm 5 giây nữa. Mang về một đáp án khác. Hãy tìm trong 5 giây một đáp án khác. Cái gì có thể đập ra mới dùng được. Nếu được thì cho lên, không xuống. 5. Đúng rồi, cho 5 giây đi. Cái đọc, gì, đọc, cái đọc, gì, đọc. Cái gì nó hỏi lại trong 5 giây. Không giờ mới đọc chưa đọc câu hỏi. 1. Trứng vịt. Hết giờ. Trứng vịt. Nãy trứng gà, giờ trứng vịt. Rồi, đọc tiếp. Đây là đố chữ. Xe gì đi trên mặt nước? Xe gì đi trên mặt nước? Dạ. Ở quê anh cổ đố đó. Đố chữ nha, cái đáp án phải liên quan tới cái chữ nha. Mình đi hạt đấy mà không đi xe đi đó. Không đi xe đấy, đi qua Cà Mau đó. Xe đò. Chị đúng. Yeah. Trời ơi, tôi không ngờ bữa nay tôi trả lời được 5 câu. Người dạ. ta nhắc ở dưới không mà đặt. Và đây là đố tên tỉnh. Phú không thích ồn ào náo nhiệt, muốn đi đến đâu để được yên tĩnh. Trời ơi, Phú gì không mà nói nhiệt. Tỉnh nào? Phú Yên. Đúng rồi. Yeah. Chính xác. Dạ đây là đố chữ. Trong lúc Nga, em gái và cha dạo chơi công viên, em gái vô ý đập vào chân Nga. Hỏi em gái tên gì? Mua quyệt mới trả lời được. Khổ quá, cái này, này em chưa nghe. Không biết. Không biết. Ừ. Dạ không chính xác. Đáp án là chân Nga là cha Ngân. Ờ nha. Dạ. Ủa vậy là mình thắng chưa? Thua rồi. Ủa nay em mới nói mấy câu? Dạ, kiếm tới cái gì? Mình 5 câu hả? Anh Long Hùng đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng VinOn.